Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Enemy Commander nha anh em ơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ta sẽ xây dựng một quân đội anh em ạ. Đấy, để đi đánh nhau à. Ồ, ta xây dựng cái trại lính này. Được phết nhỉ, bây giờ tôi sẽ lấy đi lấy cái gì đây. Đi lấy thêm các cái đồng tiền à. Private. Ok. Để tiền đây làm gì. Nó đang tạo ra quân anh em ạ. Chiến đấu được chưa? Đủ quân, đủ người chưa? Ui, đấu với cái bọn này làm sao đấu được nhở? Thế lên súng bắn nó. Ok, cho đang chiếm lãnh thổ và kiếm thêm ít tiền anh em ạ. Ok. Private, chúng ta thêm ô ở đây. Ok, ui, chết rồi. Chúng ta sẽ cần... bắn vào nó đi á. Bắn vào nó đi. Ok. Quân mình đang... ui, từ bạn ơi. Rồi. Chúng ta cái private class sẽ cần 10 cái thẻ bạc nha anh em. Tôi sẽ lấy thẻ bạc về đây đã. Tôi cần thêm lính anh em ơi. Tôi cần thêm hai trại lính thì nó sản xuất ra lính nhanh hơn ha. Cái đô này để nâng cấp thêm chỗ đựng quân ha anh em ạ. Đấy, trông hay phết, game mình trông hay phết. Chuẩn bị khai chiến anh em ơi. Khai chiến nào, có tôi hỗ trợ đây. Tôi có hỗ trợ bắn luôn đã. Xong rồi các bạn tính sau à? Tôi sẽ đứng sau. Đội trưởng mà, tôi mình là đội trưởng, đại đội trưởng, mình không thể nào mình ấy là lên mình chết được. Anh em hiểu ý tôi không? Đấy, hợp lý à. Xong rồi tí quay lại nhá, lấy nhặt, có sợ ấy đâu. Ui, hay. Chúng ta cướp được rất là nhiều anh em ơi. Đấy, chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên đã. Không đủ luôn. Cái gì đấy? Sao lại Enemy Commander gì đấy. Đây nâng cấp cái này lên anh em. Có đô nâng cấp thêm à. Rồi. Nâng thêm một chỗ để lính anh em ạ. Đây chiếm cứ điểm này luôn anh em ơi. Chiếm cứ điểm này. Hạ cờ phát xít xuống. Đưa cờ Việt Nam lên. Nice. Vãi đạn chưa anh em. Được đấy. Game hay nhá. Chúng ta sẽ lấy thêm ở đây. Để xây cái này trước. Xây nhà lính trước. Ui, có bom hạt nhân này. Có bom hạt nhân này anh em ơi. Kích nổ bom hạt nhân luôn. Ui, vãi nồi. Kích nổ bom hạt nhân. Wow, chết hết đi. Yeah. Đúng cả bom hạt nhân anh em ạ. Ảo thật tung chảo à. 5 phút để kích hoạt nha anh em. Cái này cái gì? Cái này chưa lên nên chưa thể biết được nó cái gì anh em ạ. Ok. Sẵn sàng, lên đường. Tôi lên nhặt cái này đã. Ôi, nhặt thôi mà. Mới chỉ là nhặt thôi mà anh em. Và đã gớm ấy nhỉ. Ôi, chết đây nha. Ui, chỉ nhặt tí tiền thôi mà. Chưa kịp nhặt thì nó đã ấy rồi. Thôi ok. Sợ dã man luôn. Chúng ta sẽ có thêm được hai quân nữa nhá, hai quân nữa. Làm sao mà nâng cấp được thêm, không thực ra cũng không cần nâng cấp hai nhà quân đâu anh em ạ. Thôi tấn công đi á. Nào, khai chiến nè, khai hỏa anh em ạ. Lính mình rất là đông anh em ơi, xoắn gì bọn này đâu. Mình sẽ cần phải nhặt thêm tiền để về để mình xây dựng cái căn cứ của mình lên anh em ạ. Game hay dã man luôn, được phết ạ. Nhờn, tấn công anh em ơi, súp bóng. Tiến lên, đúng rồi. Mày chạy đi đâu? Ui, quân nó khỏe lắm anh em ạ. Ok. Tôi lấy hết những cái đống này về đã. Nhiệm vụ của chúng ta là đi lấy hết cái đống này về anh em. Ok, chạy. Không đủ để nâng cái này lên luôn. Cái này cái gì nhỉ? Thêm chạy lính à? Cho thêm chạy lính anh em ạ, nhưng mà vấn đề là nó sẽ sản xuất được quân nhanh hơn ấy, kiểu dạng như vậy ấy. Ui, thêm một cái máy gì đây? À, máy sản xuất ra thẻ bạc anh em ạ. Đạn à? Đạn dược à? Cái này mới nha, ở nhà. Cái này mới nha. Đi anh em ơi. Chúng ta lên đường. Chúng ta hạ những cái bọn yếu trước. Dĩ nhiên rồi. Bọn nó khá khỏe anh em ạ. Bọn nó khá là trâu. Mình lên trước mình hứng đạn đi, xoắn gì bọn này.
Tôi cần thêm đô anh em ơi. Tôi cần khá nhiều tiền đô anh em ạ. Lý do tại sao? Tại vì bọn này nó rất là khỏe. Tôi cần thêm lính. Có một cái để đổi từ thẻ vàng sang thẻ bạc. Hết rồi anh em ạ. Đổi từ thẻ vàng sang thẻ bạc. Cái này để làm gì? Ui thêm 3 chạy lính ạ. Chúng ta sẽ mua nhiều quân hơn đấy. Cái này sắp nhấn được quả thêm quả tên lửa rồi. Khai chiến anh em ơi. Nhưng mà quân mình hơi yếu à. Nó quân mình nó hơi bị yếu. Nó không được khỏe lắm đâu. Hỗ trợ bắn nào. Hỗ trợ bắn cùng đồng đội này anh em. Đúng rồi. Nice. Nó khá trâu anh em ạ. Tôi sẽ đứng cho tôi bắn nào. Nó có trang bị giáp anh em ạ. Ôi, không được rồi. Mình không bắn được, một mình không bắn được anh em ạ. Tại sao đây có chữ New York vậy? Mình là quân Mỹ à? Ảo ma thật đấy. Tôi thì không thích quân Mỹ lắm, thích quân Nga hơn. Lắm là để lên được cái quân đoàn mạnh hơn nhỉ, thiện chiến hơn nhỉ. Thật sự là khó hiểu à. Thì không biết là làm nào. Đổi sang bạc thôi anh em ạ. Đổi sang cái thẻ bạc rồi, khai chiến à. Với bằng này quân thì chắc là vẫn không vấn đề gì lắm. Chiến được rồi. Úi dồi, sao quảng cáo lên nhiều ấy. Không sao anh em ơi. Quân đó thì cho chiếm thêm được một đất nước nữa này. Ấy, cờ đỏ sao vàng. Không phải, cờ xanh sao trắng. Khá là ảo. Đây là cái phần quà, phần thưởng từ lần trước à. Có máy bay anh em ạ. Ui dồi, tôi lên được máy bay rồi. Máy bay cần gì? Tôi sẽ sử dụng máy bay để ném bom anh em nha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng máy bay ném bom này. Hey, sẽ điều động máy bay đi ném bom luôn anh em. Ui, ném bom thả quân trước. Và xe tăng luôn anh em ơi. Hết xăng ạ. À. Ôi chết hết xăng rồi. Đáng lẽ mình có thể bay vài vòng nữa. Hơi ngáo à. Thật sự hơi ngáo. Hết xăng anh em ạ. Vì nó bắn hạ. Cay nhỉ. Quân đoàn đã đủ đầy đủ chưa anh em? Bây giờ là tấn công tạm nhá. Phải. Khai chiến. Nó có xe tăng anh em ạ. À. Nên nhớ nó có xe tăng nhá. Úi trời ơi. Tranh thủ đi đớp tiền anh em ơi. Xong rồi tính sau ha. Tranh thủ đang tranh thủ rất nhiều. Ok bạn ơi, ok bạn ơi về đã. Quân mình chết sạch rồi. Úi ôi, né. Tăng số lượng quân lên trước. Xong tăng số lượng cái hồng quân lên trước. Ok. 30 à. Cái gì nhỉ? Cái này chắc là vẫn là nhà ấy thôi. Vẫn là nhà lính thôi. À không, nó sẽ sản xuất ra đạn dược cái gì đó cho mình anh em. Cũng được ha. Có máy bay đây thì tốt nhỉ. Hoặc là có cái này đang hồi anh em. Tầm khoảng 4 phút nữa thì mới hồi được bom và thời tên lửa. Mỗi tội hơi nhiều quảng cáo nhá. Cái gì đây? Tap à? The Rock and Relax. Bắn ná. Bắn nỏ, bắn ná. Throw and defense. Okay, throw and defense. Ok anh em ơi, ok let's go. Ok let's go. Chưa đánh nhau được. Tốc độ sản xuất ra quân hơi chậm à. Rồi đấy. Giờ có bom thì tốt nhỉ. Xem quảng cáo là có thể thắng được cái màn này thôi. Rồi anh em ơi, hãy tiến lên à. Bắn vào nó trước á. Từ giờ vào nó trước á. Xong rồi tính sau. Mình chỉ là lính thường thôi. Ok. Vẫn đang cố gắng chiến đấu. 3 người cuối cùng. 1 người cuối cùng. Mình không bắn được nữa rồi. Ê. Xe tăng ơi. Anh xe tăng ơi, anh gớm ơi. Tôi sẽ có thêm một nhà quân ở bên này nữa. Rồi. Và tiếp tục là thêm quân ở bên này anh em ơi. Rồi. Cho lên một tên nữa. Cho có thêm lính nhá.
lính nó sẽ sản xuất ra nhanh hơn à. Game hay phết anh em ạ. Game này được ấy. À, thêm hai hàng quân nữa. Hai hàng quân nó lên tiền tuyến được. Bây giờ đi bán xe tăng à? Với cái đội hình này bán xe tăng được không? Tôi chẳng biết được. Cố gắng hạ xe tăng xem. Ôi được anh em ạ. Ôi được kìa. Lấy số lượng chèn chất lượng anh em ạ. Ôi được đấy, được. Tôi đang muốn phá. Ui. Nice. Yeah. Thế thằng nào hy sinh nó sẽ tạo thẻ bạc nha anh em. Hay ghê à nhờ. Rồi, về nhà để xem nó có thể tạo thêm cái gì mới không. 8 à, 8 hay 25. Cái này vẫn là cái nhà quân thôi. Ok anh em. Mắc rồi. Tôi phải chiếm cứ điểm nữa là xong ha. Xe tăng, máy bay. Rồi, chúng ta đã cướp thêm được một khu vực, một cái nữa rất là hay nha. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.